Cách hiệu quả nhất để hạ sát một người là gì? Hay rộng hơn, trong một cuộc chiến, đâu là thứ vũ khí tối ưu nhất để có thể lấy mạng được 1000 người? Một thứ vũ khí chỉ hiệu quả khi nó đạt đủ 3 tiêu chí: tầm sát thương xa, gây tổn thương lớn và quan trọng nhất là không yêu cầu quá nhiều kỹ năng để sử dụng. Tất nhiên là ở thời đại bây giờ, bom nguyên tử của thế giới hiện đại phải gọi là bố của hiệu quả. Khi mà có tầm sát thương xuyên lục địa có thể hủy diệt cả một đất nước, hoặc nếu số lượng đủ nhiều, bay màu cả trái đất cũng không phải là điều bất khả thi. Yêu cầu kỹ năng à? Đúng là trò hề mà. Khi mà dùng nửa ngón chân cũng có thể kích hoạt. Thế nhưng mà trong quá khứ xưa cũ của loài người thì sao? Có thể là bạn chưa từng biết đến pháo hơi nước Archimedes nổi danh, nỏ ra cái lượng bắn 1000 tên. Nào, hãy thắt chặt dây an toàn, mặc giáp bảo hộ và cùng Taka lên cỗ máy thời gian để khám phá top 7 vũ khí cổ đại nguy hiểm nhất. Top 7. Pháo hơi nước Archimedes. Archimedes thì chắc hẳn các bạn đều biết rồi, là một nhà toán học, khoa học, kỹ sư cơ khí và nhà phát minh người Hy Lạp. Người được coi là một trong những nhà toán học vĩ đại nhất của thế giới cổ đại. Với vai trò là cha đẻ của những cỗ máy, ông đưa ra khái niệm về đòn bẩy và đã tạo ra pháo hơi nước. Đây thì cũng là thứ vũ khí cổ đại gây tranh cãi nhất của Archimedes, bởi vì hầu hết các nhà sử học đều không thể nào tin loại vũ khí có kỹ thuật tiên tiến như vậy lại tồn tại vào những năm 200 trước công nguyên. Đúng như tên gọi, khẩu pháo hoạt động bằng hơi nước được thiết kế trông giống như một cái nồi nước hình trụ bằng kim loại kết nối với thùng chứa nước kín. Vào thời điểm then chốt, van của pháo sẽ mở khiến nước thoát ra ngoài, đẩy mạnh quả bóng bên trong bay xa được khoảng 300 mét. Một khẩu pháo như thế có thể tạo ra một vũ lực có sức công phá với bất kỳ tàu thuyền nào của đối thủ. Và với sức mạnh vượt trội và cuối thế chiến thứ hai, chúng được cải tiến và sử dụng để phóng bom lên không trung, trở thành thứ vũ khí hàng không đơn giản nhưng mà lại có một sức mạnh đáng gờm. Top 6. Charam, vòng tròn tử thần. Charam là vũ khí cổ xưa có nguồn gốc từ Ấn Độ. Về bản chất đây là một loại vũ khí ném và có hình tròn. Charam được rèn từ sắt, thép và đồng thau với phần lưỡi được mài vô cùng là sắc nhọn. Không chỉ lợi hại vì có thể ném đi và gây sát thương từ xa, Charam còn vô cùng uy lực trong trận chiến nhờ vào chiếc lưỡi thần kỳ của mình. Nó có thể cắt đứt tay hoặc cổ họng của đối thủ chỉ trong một đòn duy nhất. Nếu mà đủ lực thì thứ vũ khí này có thể tạo thành những vòng tròn liên tiếp trên không trung, sau đó lao nhanh đến phe của đối thủ. Ngoài ra khi sử dụng ở tầm gần, các chiến binh có thể giật ngược đối thủ từ phía sau hoặc cắm thẳng vào cổ họng của đối phương. Nhưng mà kỹ thuật chính thì vẫn là ném Charam về phía trước theo chiều dọc để chúng tiếp đất vào kẻ thù từ trên cao và giảm khả năng vô tình đánh trúng các chiến binh đồng minh. Cái thứ vũ khí này chính xác hơn nhiều so với mũi tên hoặc giáo ở khoảng cách xa, bởi vì chúng không bị lạc hướng bởi gió. Top 5. Bill Hook. Lần đầu tiên được thiết kế để sử dụng trong nông nghiệp, với lưỡi cong trông gần giống lưỡi liềm, rất lý tưởng để cắt cành cây và cỏ. Nhưng rồi dần dần, chúng được biến tấu và trở nên phổ biến trên các chiến trường thời Trung Cổ. Được biết là cấu tạo của Bill Hook là những chiếc cọc dài cắm cùng với lưỡi dao hình trụ ở đầu giáo, có gai dọc theo mặt sau của lưỡi kiếm để tăng thêm sức sát thương trong chiến đấu. Nó là một trong những vũ khí được sử dụng để giết chết vua Scotland James IV trong trận chiến Flodden vào năm 1513. Cho đến ngày nay thì Bill Hook vẫn được cấp cho tân binh quân đội ở nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới. Điều này thì không phải vì chúng là thứ vũ khí hiệu quả nhất khi đối mặt với súng trường và chất nổ, mà bởi vì tính linh hoạt của chúng khi sử dụng ở cự ly gần. Ngoài chiến trường thì Bill Hook luôn kề cận với chiến binh để cắt dây thừng và bụi rậm nếu mà di chuyển trong địa hình khó khăn. Top 4. Lantern Shield, vũ khí độc đáo thời Trung Cổ. Được sử dụng trong thời kỳ phục hưng Ý vào thế kỷ thứ 15 và 16, đây là một loại vũ khí tấn công và phòng thủ quan trọng. Được cấu tạo dựa trên một tấm khiên tròn có gắn thêm đen ở phía trong, cùng với mũi nhọn bằng sắt đính chặt trên khiên để ánh sáng chiếu thẳng vào mắt đối thủ, làm chúng lóa mắt. Bởi vì cấu tạo đặc thù mà vũ khí này chỉ được sử dụng trong những trận giao đấu giữa hai hiệp sĩ vào buổi tối, chứ không hề được ưa chuộng làm vũ khí trên chiến trường. Thay vào đó, nó sẽ được quý tộc mang theo vào ban đêm để tự vệ. Bất kỳ tên cướp nào thấy đối tượng cầm vũ khí này chắc chắn sẽ phải lắc đầu và bỏ đi. Tuy có vẻ khá nguy hiểm, nhưng mà trong thực tế, Lantern Shield khá khó để sử dụng và chỉ những nhà quý tộc mới đủ sức mua hoặc là chế tạo nên thứ vũ khí kỳ quái này. Nhưng rồi nó vẫn xứng đáng trở thành một thứ vũ khí độc lạ
được sử dụng trên sàn thi đấu tay đôi cho đến tận ngày nay. Top 3. Nỏ Gia Cát Lượng là một trong những vũ khí nổi tiếng nhất của Trung Quốc. Loại nỏ này được ví như súng máy của binh lính cổ đại. Theo các giai thoại tại Trung Quốc, cha đẻ của loại nỏ này chính là Gia Cát Lượng. Đó cũng là lý do khiến nỏ liên hoàn còn được gọi là nỏ Gia Cát hay Gia Cát Nỗ, được biết đến rộng rãi ở phương Tây qua cách phiên âm Chukono. Nguyên lý hoạt động được kế thừa từ vũ khí tự động hiện đại, với thiết kế để đưa các mũi tên vào rãnh bắn, giúp rút ngắn đáng kể thời gian ngắt quãng giữa các lần bắn của cung thủ. Cái điểm đặc biệt nhất trong thiết kế của nỏ liên hoàn chính là hộp đựng tên được đóng trên thân nỏ. Khi một mũi tên được bắn đi, mũi tên phía trên sẽ rơi xuống theo trọng lực và vào đúng vị trí sẵn sàng khai hỏa. Dây cung được căng bằng cần gạt thay vì kéo tay, cũng là một yếu tố giúp tăng tốc độ thao tác của người lính. Trong tay một người lính điêu luyện, Gia Cát Nỗ có thể bắn tới 15 mũi tên trong 10 giây, gấp nhiều lần tốc độ bắn của nỏ thông thường. Và chính nhờ vào tần suất bắn nhanh, khiến Gia Cát Nỗ trở thành một vũ khí tầm xa đáng sợ nhất trên chiến trường cổ đại. Việc bổ sung nhiệt độc vào các đầu mũi nỏ khi bắn thì chỉ cần một vết xước nhỏ thôi cũng khiến đối thủ tử vong ngay tức khắc. Top 2. Kiếm Khopet, linh hồn của quân đội Ai Cập thời cổ đại. Đây là thanh kiếm quyền lực tối cao của quân đội Ai Cập trong thời kỳ đầu đồng, và cũng là loại kiếm đại diện cho kiểu kiếm cổ nhất được sử dụng ở Bắc Phi và Cận Đông. Nhờ vào thanh kiếm này, người Ai Cập đã thành lập nên cả một đế chế cổ đại. Đây là một thanh kiếm lưỡi cong, phần lưỡi dao nối với tay cầm có móc, phần ngoài lưỡi Khopet thì được mài rất là sắc. Bên cạnh đó, sống kiếm được làm cong có tác dụng như một móc kéo dùng để giật địch thủ một cách dứt khoát, làm cho chúng mất thăng bằng, ngã khỏi xe ngựa, hoặc là làm chân ngựa ngã quỵ trên mặt trận nếu vung kiếm chuẩn xác. Đồng thời lưỡi cong của nó có thể tạo ra những vết chém có độ rách rất là rộng, khiến cho đối phương mất máu cho đến chết. Cũng chính nhờ lưỡi cong này, dùng một cú chém của thanh kiếm tạo ra lực sát thương cao nhất, khiến hàng loạt đối thủ phải đổ rạp. Không giống như là rìu hay giáo được người dân sử dụng như một dụng cụ bình thường trước khi đưa vào chiến tranh, thì kiếm Khopet sinh ra để chiến đấu. Ngoài cái việc chém và chặt, Khopet cũng có thể được sử dụng để đập, rất hữu ích khi đối đầu với đối thủ mặc giáp, thậm chí là để xé toạc lá chắn của đối phương. Nếu mà chiến binh sử dụng thành thạo Khopet, sẽ biến nó trở thành một vũ khí linh hoạt và vô cùng đáng sợ. Top 1. Mambele. Đây là một loại vũ khí lai giữa dao và rìu, được trang trí công phu nhưng sắc bén đến chết người, được sử dụng trên khắp các khu vực rộng lớn như là Trung Quốc và Nam Phi. Thông thường thì chúng sẽ bao gồm một lưỡi sắt chính có phần lưng cong và một mũi nhọn hướng về phía sau. Hình dạng chính xác của nó sẽ phụ thuộc vào khu vực nơi nó được tạo ra và thường được làm có chủ đích theo cách tượng trưng như đầu của mỗi con vật. Khi mà con vật tượng trưng là một con chim, vũ khí này sẽ bao gồm 4 lưỡi với 3 lưỡi hướng lên trên và 1 lưỡi ở bên cạnh. Chúng có thể thích ứng với nhiều tình huống khác nhau. Khi sử dụng cận chiến, nó như là một chiếc rìu hoặc là một con dao găm đâm thẳng vào tim và phổi của kẻ thù. Khi sử dụng để chiến đấu từ xa, các chiến binh quay mạnh và vung tay ném, lưỡi dao sẽ xé sâu vào thịt và có khả năng gây mất máu cực độ. Nếu mà rơi vào tay một chiến binh có kinh nghiệm, có thể tạo ra một lực ném mạnh đến nỗi xuyên qua cả một cánh đồng, sau đó đâm phập vào người đối thủ, khiến cho chúng ra đi ngay tại chỗ. Chính những sự linh hoạt đánh xa lẫn gần cùng với hình dáng độc dị, thanh kiếm Mambele có lẽ đã trở thành vũ khí cổ đại nguy hiểm nhất. Và nếu mà mọi câu chuyện thú vị, mọi bí ẩn sâu kín luôn thu hút bạn, kính mời anh em đón xem tiếp video. Nếu mà xuyên không, đừng trở về thời đại này đang hiện ra màn hình bên cạnh đây. Nhấn vào và xem ngay lập tức nha bạn ơi.